Anh chỉ là người đỡ đầu của em, chứ không phải là người yêu của em. Em tự hiến dâng thì anh nhận thôi. Anh, em đừng có hiểu lầm và cho mình cái quyền được trèo cao rồi trách móc. Anh nói vậy là ý gì? Không phải là hôm trước anh nói là anh yêu em sao? Thì anh nói cho em vui lòng vậy thôi. Em đừng quên, ngoài em ra còn hàng tá cô gái đang đứng xếp hàng chờ nói câu này. Anh anh chỉ có thể ưu ái cho em tới đây thôi. Muốn đứng vững, em phải tìm cho mình một chỗ dựa thật chắc chắn từ khán giả, cũng giống như là Hà Linh có Trọng Tấn làm chỗ dựa lưng vậy. Khán giả thần tượng thì nhiều, nhưng vừa trung thành lại có tiền như anh Tấn thì hiếm lắm. Em biết kiếm đâu ra chỗ dựa vững chắc như Hà Linh đây? Người đẹp à, em phải biết sử dụng cái trong này của mình, đừng có lúc nào cũng hỏi anh giống như đứa con nít vậy. Nè, đang giờ làm việc cho nên là con không được phép. Tôi là người làm ăn chân chính, không có quen la cà vũ trường phòng trà để mà tán tỉnh gái đâu. Cô đừng hiểu lầm. Dạ, con đâu có dám hiểu lầm chú đâu. Tuy ít đến những chúng ăn chơi, nhưng tôi biết các cô gái phục vụ phòng trà vũ trường thường kêu khách bằng anh, không gì quy tắc thì cũng mong là nhận được tiền bo từ những lão già ám gái. Điều cơ bản này cô không biết hay sao? Dạ con. Nhưng mà nhìn cô thì cô không giống một tiếp viên, lại càng không giống một ca sĩ. Dạ, con không phải là ca sĩ. Bữa đó con chỉ hát giùm chị Hà Linh thôi, con hát dở chú bỏ qua cho con. Tôi là dân làm ăn vốn khô khan, đâu có thời gian để nghe nhạc. Nhưng mà cái bài hát của cô hôm đó quả thật làm tôi rất xúc động. Mấy bữa nay tôi dành nhiều thời gian để đến đây, chủ yếu là nghe bài hát đó một lần nữa. Nhưng mà thật thất vọng. Dạ, mong chú thông cảm, con không phải là ca sĩ nên không được hát. Tối nay là sinh nhật của một người bạn của tôi, nếu mà tôi yêu cầu, cô có thể vui lòng hát lại bài hát hôm trước được không? Dạ, chuyện này tôi sẽ trả lương gấp đôi, cô sẽ nhận lời chứ? Dạ không, không phải chuyện tiền bạc đâu, mà là bà chủ cho phép thì con mới được hát. À, vậy à? À, tôi hiểu rồi, cô yên tâm. Tôi chỉ muốn hỏi cô trước vậy thôi, chứ nếu cô không thích thì tôi cũng không có ép. Dạ, được hát trên sân khấu là ước mơ của con mà, con thích lắm, chú đừng có ngại. Tôi rất thích cách trả lời chân thật của cô. Lẽ ra nếu biết tôi cần, cô có thể tăng lương hoặc làm giá. Con không dám. À, chú có cần gì nữa không? Nếu không thì con xin phép vào trong. À, hết rồi. Nhưng mà cô đã nhận lời hát cho tôi rồi nghe, nhớ đừng quên đó. Dạ. Dạ ba. Ba kêu con tới đây có gì không ba? Ba tính nhờ con một chuyện, nhưng mà xong rồi. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ? Chiều nay là sinh nhật của chú Hoàng Nam, một đối tác lớn của công ty. Ba muốn tặng cho chú ấy một điều bất ngờ.
nên tính kêu con á đặt lại cái bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành lúc trước. Nhưng mà ba đã đặt rồi. Dạ ba, nếu như ba muốn làm một món quà bất ngờ cho chú Nam á, thì con sẽ mua giờ của ca sĩ Hà Linh. Cô ấy hát cũng hay mà. Ca sĩ Hà Linh à? Dạ. Có phải là cô ca sĩ dẫn hát tình ca mấy bữa nay không? Dạ đúng rồi ba, cô là ca sĩ chính ở đây đó. Cô hát bài đó hay lắm ba. Trời đất ơi, bông hoa đang đẹp mà ông tỉa gì ông tỉa hết trơn vậy? Trời đất ơi, coi nè, bông đang đẹp, cái lá người ta non xẹo vậy, cắt hoài. Ông ngưng lại giùm tôi được không? Tôi không có dư hơi gây sự với bà nha. Tôi không có gây sự với ông, mà tôi thấy ông làm cái chuyện gì mà trướng tai gai mắt quá à. Trướng tai gai mắt thì đi về đi, ở đây làm gì? Về từ từ về, làm dữ à? Tại vì tôi thấy ông có phước mà không biết hưởng, tôi nói vậy đó. Giờ có chuyện vui của con Hằng nè, nghe không? Tôi có liên quan gì với nó đâu mà nghe với không nghe. Không nghe thôi, nói phong long vậy đó. Con Hằng nó đẻ rồi, sanh con gái nha. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì tới nó, bà nói làm cái gì? Ủa tôi nói phong long mà, không nghe thôi chứ. Mắc cười không? Tôi nói thiệt ông, tôi người dân nè, mà nghe nó nói mẹ tròn con vuông là tôi mừng muốn rớt nước mắt rồi. Ông là tía nó mà, ông nghe mà ông không động lòng chút xíu nào hết hả? Ông có phải con người không vậy? Cái con phản nghịch đó, nghĩ tôi nó làm cái gì? Tôi tha không có còn hơn. Trời ơi, tôi nói thiệt. Ủa Thành. Dạ thưa thầy, mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu. Thực sự em Hằng không có hiếu như thầy nghĩ đâu thầy. À, thì ra bà có đồng minh ha, chuẩn bị sẵn hết luôn ha. Định dùng số đông để làm áp lực với tôi đó hả? Cho dù bà có kề dao vô cổ tôi á hả, bà làm áp lực với tôi đó hả, tôi cũng không tha thứ cho con nhỏ đó đâu. Ủa đồng minh gì ở đây? Đồng minh gì áp bức gì? Thằng Thành nó qua đây là tình cờ mà, tôi với nó đâu có hẹn hò gì đâu. Còn nói cho ông biết đi, con qua đây là tình cờ, vì hai với con không có hẹn hò gì hết. Nói cho ông biết đi. Trời ơi, đồng bọn với nhau mà một người hỏi một người tự trả lời, con nít nó cũng biết cách trả lời nữa. Trời ơi tức quá mà. Khi không mà quan khiên ở đâu đổ xuống đầu tôi nè trời. Con nói cho ông biết đi, vì hai với con không có hẹn hò gì hết. Bật thầy mình à, con qua đây không có hẹn trước với dì hai đâu, mà con qua đây để nói với thầy một sự thật. Ủa sự thật gì? Nói dì hai biết với. Hằng. Dạ. Có người tặng quà cho em nè. Ủa, tự nhiên ai lại tặng quà cho em? Chị đâu biết đâu. Chắc là tối hôm qua em hát hay quá, cho nên người hâm mộ tặng quà em chứ gì. Làm phục vụ á thì thường thấy quà là cảm thấy lạ, chứ ca sĩ ở đây như chị á được tặng quà là bình thường. Lệ Hằng, em hát hay lắm á, vậy em làm ca sĩ luôn đi, làm phục vụ chứ chơi cực. Đúng rồi đó, chị nói cho em nghe nha, làm phục vụ như vậy vừa cực vừa không có tương lai nữa. Chị nói thiệt, nếu mà chị có giọng hát hay như em á, chị làm ca sĩ lâu rồi, làm phục vụ chi cho nó cực. Mấy chị thương em nên nói vậy thôi, chứ em mà hát hay nổi gì. Từ đầu tới cuối chị biết hát mỗi một bài à. Là ca sĩ thì bài nào họ cũng biết hát hết. Dĩ nhiên rồi, làm ca sĩ thì bài nào cũng phải biết hát, vì người ta có học bài bản mà. Bộ có trường dạy làm ca sĩ thiệt hả chị? Trường thì hiếm, nhưng mà thầy dạy thì thiếu gì. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, em mở quà ra đi. Mở quà nhanh đi. Đúng rồi đó. Mở quà đi. Đây nè. Trời ơi, cái hộp lớn quá, không biết có cái gì trong đây không nữa. Trời ơi, em xách hai cái hộp quà này nặng muốn chết, đương nhiên là phải có quà ở trỏng rồi, không lẽ là cái hộp không? Thiệt. Trời ơi, đẹp quá ha. Em mở ra coi mở nha. Mở coi đi. Trời ơi, trời ơi, đôi giày đẹp quá hả? Cái này là hàng ngoại đây nè, mắc lắm đó, không dễ chị có tiền mua đâu. À, còn này nữa nè, còn này nữa nè, hay là mình mở luôn đi.
Trời ơi. Trời ơi. Trời đẹp ơi quá à. Đẹp quá hả? Trời ơi. Từ nhỏ tới lớn vậy em mới thấy cao đàm đẹp vậy á. Ừ. Chị nói cho em nghe nha, ở trong cái phòng trà này không có ca sĩ nào mà có được cái đàm đẹp vậy đâu á. Trời ơi, người nào mua quà cũng hay thiệt á. Cái áo không cần thử mà ướm vô vậy là biết bận vừa luôn á. Ừ, đúng rồi đó. Trời, ganh tị quá à. Mới hát có một lần vậy thôi á mà đã được tặng quà vậy rồi. Hằng, chị nói em nghe nè, thôi không ấy, bỏ bưng bê đi, hay mình qua làm ca sĩ rồi mình hát luôn đi. Đúng rồi. Làm ca sĩ. Ca sĩ.